giời đất ơi, trời lên quá ngọn xào rồi mà ông vẫn nằm ở đây để ngủ được à? Trời ơi, định nằm há miệng chờ sung đến bao giờ? Sung nào sung, đây là hồng xiêm. Hồng xiêm. Ôi giời, bà làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại dội nước vào người tôi? Dội cho mà tỉnh, cho mà đi kiếm cái ăn đi, chết đói cả lũ với nhau rồi. Ôi giời, đã có cái gì ăn đâu, tôi phải nằm ngủ để cho nó đỡ đói. Về đấy, có kiếm được cái gì ăn không? Ông lại còn hỏi tôi thế nữa à? Mang cái tiếng này lấy chồng ấy mà cứ như không ấy. Thế bà tưởng tôi nằm không đây đấy à? Tôi nằm đây là tôi tư duy, tôi nằm đây là tôi động não, là tôi đang nghĩ ra cách đây chứ bà tưởng à? Ông nghĩ cái gì? Tôi nghĩ ra cái cách hay lắm. Ôi đấy. Đúng rồi. Dạ người hơi phí. Đây. Mình uống nước đi. Rồi tôi nói với mình chuyện này. Uống nước đi. Rồi ơi, đẹp quá. Mình đứng đây tôi xem cái là. Đứng lên tôi nhờ tí. Đói lắm. Đứng lên. Đứng như hoa mày chóng mặt thì ngất. Đứng lên rồi sẽ có cái ăn. Đứng lên tôi xem nào. Đứng lên tôi xem cái. Ôi giời ơi. Cái gì đấy? Mình ngồi xuống đây. Này, tôi nói cho mình biết nhá. Mình đẹp như thế này. Đẹp thế này mà không đi làm. Làm cái gì? Làm vợ tôi thì hơi phí. Mà tôi làm vợ ông thì tôi mới thấy phí ấy. Phí cả một đời tôi ấy. Thì đấy. Đấy cái gì mà đấy, ông thì nhìn xem. Cái hồi mà tôi mới về với ông đấy, gì thì thầy bu tôi cũng cho được cái nhà. Đúng không? Cũng cho được mảnh ruộng. Nhưng mà bây giờ ấy, lấy ông một thời gian ông nhìn đi, cả nhà cả cửa còn được cái gì? Còn có cái gốc hồng xiêm với cả cái trong rách này. Rồi. Ông bán được sao mà ăn không? Yên tâm đợt là cái này. Tôi nó khổ. Tôi ngu. Tôi nghe ông xui khôn xui dại, tôi lấy ông về bây giờ tôi mới khổ thế này này. Thôi được. Trời ơi. Thôi được. Ngày xưa tôi đẹp nhất làng. Nhá, bây giờ nhan sắc thì tôi tàn hoàng thế này. Thôi nào, xuống. Ôi giời ơi. Xuống đến ngày hợp này tôi sẽ trùng tu. Tôi không đi tu. Trời ơi, điếc lòi ra. Tôi trùng tu lại nhan sắc cho bà. Trùng cái gì? Bây giờ muốn trùng tu cái gì thì phải có tiền. Rồi. Tiền đâu? Bà là tiền chứ là đâu? Tiền đâu? Tiền đây chứ tiền đâu? Tôi bảo nhá. Đây, tôi nghĩ ra cái kèo này hay lắm. Đấy. Ôi giời ơi, trời ơi. Ông là cái đồ khốn nạn nhá. Tôi nói cho anh nhá. Thế hóa ra là ông bảo tôi đi làm gái lầu xanh à? Không, bình tĩnh nha. Ôi giời ơi. Gái lầu xanh ấy. Gái lầu xanh ấy, là bây giờ các phú ông là sở thích là nhận con nuôi, cháu nuôi, ừ chứ. Đớm chửa, nhà người ta thì thiếu gì con nuôi với cả cháu nuôi. Rồi. Cứ gì người ta lại nhận vợ ông. Con đấy là con khác, cháu đấy là cháu khác. Con cháu ở đây là cháu nuôi để thịt nhiều chứ. Có thì ông để cho người ta thịt vợ ông à? Ừ gì sao lại để thịt vợ thì con ra cái gì nữa. Chuẩn bị thịt tôi ập vào. Đấy, vào đây. Ôi trời ơi, chết. Bác đột vải. Sao bác lại đẩy em vào đây ạ? À? Thì không đo ở trong này thì đo ở đâu? Ôi trời ơi, bác đo thì bác phải đo ở ngoài kia. Chứ bác lại đẩy em vào trong này, có mỗi em với bác. Thì bác định đo em cái gì? Em lại hiểu nhầm tôi rồi. Vào đây đo nó mới chuẩn. Tại vì cái phòng này của tôi nó đo, tôi quen nó rồi. Thôi, em ngại lắm. Ngộ nhỡ nhà em nhìn thấy thì chết à. Chiều nay ở ngoài đồng cứ nhâm nha nhâm nháy người ta. Bác cứ nói thế oan em chết à. Nào em có nhâm nháy gì bác đâu. Ôi dồi, người ngợm thì đẹp như thế này mà lại ăn mặc như thế này thì nó phí quá. Để về tôi cho mấy sấp vải lụa, xong rồi về may đo cho nó đẹp cái con người lên nhá. Dạ. Nào đi ra đây. Ông dạ. Để tôi đo cho. Nào. Dạ đo ạ. Nào bây giờ từ đây nhá. Nào. Đây. Ôi, bác ơi nhột em buồn lắm bác ơi. Cứ từ bình tĩnh, không có gì nhiều cả. Đây. Dạ. Người đẹp đâu, mà đẹp thế nhỉ? Ôi đây. Đây.
Bác ơi, em nhột lắm bác ơi. Cứ bác chiều tao một tí, bác ơi. Rồi muốn cô vải gì cũng có mà. Bác ơi, bác đừng làm thế. Bác ơi, bác bỏ em ra. Trời ơi, bỏ mặt ra. Rồi, ôi, thằng khốn nạn. Ông giết mày. Ông giết mày. Đứng lên. Bác tha cho em chưa làm gì được cả. Chưa làm gì à? 3 năm rõ 10 cho mày còn cãi, mày chưa làm gì à? Vợ tao thế này. Ôi trời ơi, mình ơi, mình có làm sao không? Cô đã làm gì mình chưa? Bác ấy vừa xăm xở em. Để yên. Mày dám sờ vào vùng nhạy cảm của vợ tao. À được rồi, hôm nay thì mày chết với ông rồi. Bác nhầm rồi, bác hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm à? Dạ. Hiểu lầm làm sao được, chính mắt tao nhìn thấy hiểu lầm làm sao được. Con vợ mày đâu? Ui dồi ôi, nó lợi dụng giữa lúc trời mưa sấm chớp đùng đùng thế này. Lôi vợ tôi vào đây, tao sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện với con vợ mày. Rồi tôi làm làng lên cho cả làng người ta biết. Thôi, em xin hai bác. Được, lôi con vợ em ở đây, con vợ em nói về đây cho chết em. Ui dồi ôi, nó ghê lắm bác ơi. Với cả em cũng đã làm được gì đâu ạ. Thế bây giờ mày muốn làm sao? Mày định giải quyết việc này như thế nào? Hay là thế này, bây giờ nhà em thì rất là nhiều vải. Em xin đền cho hai bác muốn chọn vải nào cũng được. À, thế là nó nhận tội rồi. Nó nhận tội rồi mình ạ. Mày tưởng mày mang mấy cái sấp vải ra để mày mua cả một cái danh dự, một cái uy tín của vợ tao à? Hả? Mấy cái sấp vải nhà mày đáng bao nhiêu tiền? Thôi, mày nhận tội rồi, không phải vải vóc gì cả. Đi lên quan đi. Đi lên quan. Phân giải cho rõ ràng, đi lên quan. Để em tôi thấy hai bác em xin đền thêm cả tiền cho hai bác. À, tiền. Tiền có mua lại danh dự cho vợ tao không? Bao nhiêu tiền? Mày có bao nhiêu tiền mà đòi đền danh dự của vợ tao? Hả? Em nói thật là đây là tất cả gia tài của em đây. Xem nào. Chị đừng cứ giải em lên quan là được ạ. Thế ý vợ thế nào? Thì tôi là tôi vẫn điên lắm là tôi chưa chấp nhận được đâu nhá. Cái thằng này nữa, nhưng mà tôi tôn trọng ý kiến của vợ. Vợ cứ nói cho nào. Thôi mình ạ. Em nghĩ thế này, xấu chàng thì hổ ai. Em cũng chẳng muốn làm ầm ý chuyện này lên đâu. Rồi bà con nghe thấy em xấu hổ lắm. Thì cái thứ hai nữa là bác cũng chưa làm gì em cả. Đúng rồi ạ. Mày im một. Bác cũng ăn năn hối lỗi cho nên là tạm tha cho bác ý ạ. Đây là nể lời mình ý chứ còn tôi vẫn dạ. Điên lắm. Thôi em xin tình ạ, thôi tạm tha. Mày nhớ cái mặt tao đấy nhá. Mày nhớ cái mặt tao nhá. Mấy cái loại 1m1 như mày nhá, tao đấm nửa cái mày chết. Tao đạp nửa cái là mày đi đời nhá. Chứ nói tao lên liên quan. Hôm nay tao tha. Báo danh trần đời cho nhà mày biết. Chừa mặt vợ tao ra nhớ chưa. Đi về. Về đi. Dạ. Dạ hai bác về ạ. Trời ơi. Kìa, kéo xước cái cẳng chân của tôi. Mình ơi, mình ơi. Ông từ từ đã. Ông cho tôi hửi một tí xem cái mùi nó thế nào. Thơm à? Ôi trời ơi. Thơm à? Mùi tiền không những nó thơm mà tôi nghe cái âm thanh nó bùi tai quá không ạ? Giòn không? Giòn không? Ôi trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới nghe là cái âm thanh nó thú vị thế. Ngồi xuống đây. Mà này, đúng là cái thằng bán vải ấy nhỉ? Chỉ biết đo cắt, cù lần lần mà lắm tiền thế. Trời ơi, tôi để ý á, lúc nó nhìn thấy mình cái, nó nhún lên cả ra. Mà, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Cái lúc đấy nhá, là tôi thấy lúc mà nó đo cho bà đấy nhá, là bà cũng uốn éo lắm đấy nhá. Có bảo ông uốn éo thì có. Cứ cẩn thận đấy. Thế ai bảo tôi là phải lấy cái vốn tự có để cho đứa khác nó mó vào thì phải chịu thôi. Được rồi. Tôi nói với bà nhé, cứ cái đà này nhé,
tôi sẽ chặt hết cái chỗ hồng xiêm này đi. Tôi sẽ xây cho bà một cái nhà năm gian mới tinh. Tôi mua lụa là về cho bà mặc. Lúc ấy bà lên bà phú, tôi lên ông phú. Ôi giời ơi, sung sướng thì thôi. Này, thế là một bước tôi lên bà luôn đấy à. Rồi ôi, thế là người tôi cứ thơm phức dài ông à. Chả còn cái mùi hôi tanh của phân hàng ngày. Việc gì về gồng gánh nữa cho vất vả. Ôi giời, tôi cứ nghĩ đến thế thôi là tôi sướng mủn rụt cả người rồi. Thôi được rồi, hôm nay ấy, hôm nay là nhân dịp lừa được cái thằng bán vải, đúng không? Đấy, ông nói tôi mới nhớ. Mình dại quá ông ạ. Sao? Đáng lẽ là lúc đấy tôi phải lấy mấy miếng vải ở đấy về để tôi may mấy bộ quần áo mới. Thì tôi mới đi mà xoay cái vốn tự có được chứ. Bà! Mình là người có tiền. Việc gì phải lừa vài cái tấm vải. Bà yên tâm, tôi sẽ trùng tu cho bà. Tôi sẽ mua lụa là cho bà, nhé. Ôi, bà cứ vào trong nhà tắm rửa thay quần áo đi. Hôm nay sẽ đích thân tôi đi ra chợ mua ít thịt chó về vợ chồng mình đánh chéo. Nhân thể tôi qua hàng lụa đẹp nhất chợ, tôi mua cho bà vài tấm, tôi đắp vào người bà. Để cho mấy cái thằng phú ông phú chọc ở cái làng này, cái tổng này nó lạc mặt kìa. Việc gì phải lừa mấy cái mảnh vải, bà đưa tiền đây cho rồi. Rồi, đi mau rồi về với tôi đi nhá. Thịt chó. Lụa nhá. Lụa. Eo ơi, người có tiền thì nói chuyện nó cũng khác. Tự nhiên cái tông giọng nó cao thế cơ chứ lì. Mình là người có tiền rồi thì cái tướng nó cũng phải khác chứ nhờ. Sao rồi? Sao răng cái gì? Đứng từ sáng đến giờ có thấy mống nào đâu. Em khô hết cả người rồi đây này. Thế gì đi? Sao lại đen thế nhỉ? Thì hôm nay đi ra ngõ, bước chân phải chân trái? Bước cả hai chân. Bước cả hai chân là như thế nào? Thì là người ta nhảy chứ còn như thế nào. Ở cửa nhà mình chẳng có cái vũng nước to đùng đi thầy. Sao lại đen thế nhỉ? Người ta đã bảo rồi cơ. Hôm qua ai bảo là ăn thịt chó, thế xong rồi là còn cứ cố, không kiêng. Thế nên là hôm nay mày đen thế. Thì ai bảo trời nhà bà đẹp thế. Ăn thịt chó, lá mơ lông vào. Làm gì người nó chọc phấn cỏ. Thế nỡ mà, bây giờ làm nào? Thì làm nào bây giờ? Em bảo này, em nghĩ rồi nhá. Có khi là các ông ấy cũng nhìn thấy em. Thế nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, các ông ấy không dám lại gần. Sợ các bà ấy nhìn thấy. Thôi được rồi. Hay là mình chờ tới sập tối rồi mình ra sau. Để tối nhá. Dạ, đi. Ôi, mình ơi, có người. Lão Long, chủ tiệm Kim Hoàn. Lão Long, giàu nhất cái tổng này. Ôi trời ơi, nhà lão bán vàng đấy á. Ôi trời ơi, lão ấy giàu lắm mình ạ. Nếu mà lừa lão này nhá, xây nguyên cái nhà năm gian, chặt luôn cây hồng xiêm đi. Ôi, cố gắng. Tưởng là đen mà đỏ đi, mình trốn đi. Cố gắng rồi. Tôi đây. Đứng ở đấy mà nãy giờ người ta gọi chả nói năng gì cả. Chị đứng lên đi. Ôi trời. Chị có làm sao không? Eo ơi, sao lại gọi người ta là chị? Tôi xin lỗi. Cô có làm sao không? Sao lại gọi là cô? Thì tôi phải gọi gì bằng gì? Gọi là mình cho nó tình cảm. Thế chị ạ. Mình có làm sao không? Em đau đầu quá. Trời em đau đầu, em chóng mặt quá. Chắc là bởi vì em đứng nắng lâu, bây giờ em hoa mày chóng mặt, em mệt quá. Ôi trời ông ơi. Ôi trời, mình cẩn thận. Ôi trời, ôi trời. Thế nhà mình có ở gần đây không? Nhà em ở xa đây lắm ông ạ. Thế thì làm nào nhỉ? Hay là mình vào tạm cái tiệm của tôi nghỉ, sau đó đợi người nhà đến đón được không? Ôi dồi, được thế thì... À thôi ạ, em thì không có vấn đề gì. Em chỉ ngại bà mà nhìn thấy thì lại ngượng cho ông. Tôi ở một mình thôi mà.
Ôi thật à? Ôi giời, em đòi ơn ông ạ. Cẩn thận nhá. Dạ. Ta về thôi ông. Mình đừng có tỉ quá như thế mà tôi cứ lại ngã đây. Đâu ông đang kéo em đi chứ. Xong rồi. Lần này thì chết với ông. Vẫn còn ngồi đấy mà ngủ được à? Đâu? Nó đâu? Thằng ấy đâu? Ôi. Làm sao mà khóc? Mất rồi. Mất cái gì? Đã lấy được gì đâu mà mất? Mất hết rồi. Sao lại mất? Mất là thế nào? Bà bình tĩnh mà nói tôi nghe xem nào. Ủa rồi, tại sao lại te tua ra thế này? Trên người tôi có cái gì thì mất hết rồi. Thế là thế nào? Vì còn thế nào nữa? Cái thằng Kim Hoan của ông ấy. Ui giời. Nó lấy hết rồi. Thì chết tôi rồi. Tôi đã bảo bà rồi, dặn bà rồi. Nhưng mà tôi dặn bà là nói chuyện nhanh nhanh, nhưng vào việc thì tôi còn ập vào. Thế cứ để tôi ngồi đợi đấy mãi. Đợi lâu quá tôi cứ thấy nó đi ra đi vào. Tôi tưởng thằng này nó còn tâm sự. Rồi nó đợi đến đêm. Thế nào mà lại nhanh thế? Tôi mới chạy về, tôi làm con gà cút rượu. Con mồm thế nào ngủ quên bố nó mất. Thôi, tôi xin mình. Đúng là sảnh một ly đi một dặm, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhưng mà thôi không may, cứ yên tâm, không sao đâu. Nhìn thằng, trăm thằng mới có một thằng. Lần sau gặp thằng Phú khác là nó không giống thằng này đâu. Úi trời ơi, ông vẫn còn nói thế à? Ông vẫn chứng nào thật đấy à? Thế thì tôi chết rồi, ông vừa lòng. Tôi chết đây rồi, trời ơi. Tôi thật khổ, tôi xin mình, tôi xin mình đừng làm thế. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi hứa. Muộn rồi, tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn bà con chòm xóm. Bây giờ thử hỏi xem là có ai mà bán vợ mình lấy tiền như ông không? Thôi đừng làm. Tôi nhục lắm, tôi chết à. Thôi, mình ơi, tôi xin mình đừng làm mầm mỹ lên thế. Là nước cái ghe tấy thì nhục lắm. Tôi hứa với mình, từ nay tôi sẽ chịu khó làm ăn lao động để vợ không phải đi bán thân thế này nữa. Ông có hứa thật không? Tôi hứa. Thật nhá. Thật. Gầm nóng hết cả người. Thế làm sao thế? Ấy, đau. Đang xước thế sao lại lau vào thế? Xước đâu mà xước. Sao máu lại lau cái hết ngay thế này? Tôi bôi son vào đấy. Thế nào? Lại còn thế nào nữa? May đấy, gặp phải người tốt. Người ta hiểu chuyện, người ta thương tôi. Người ta bày cho tôi cách này về, để cho ông trắng mắt ra đấy, ông hiểu chưa? Thế là chưa mất à? Chưa. Thế là làm sao mà mất được? Chưa làm gì à? Chưa. Ôi, may quá. Đây là cái phúc cho tôi to cái đình rồi. Tôi nói cho ông biết nhá, ông phải nhớ nhá. Từ nãy giờ là ông hứa với tôi cái gì ông nhớ ông làm ấy nhá. Rồi, tôi hứa. Tuất đâu rồi? Tuất đâu? Tuất! Dạ! Con đây ông ơi! Con đây ạ! Mày làm cái gì thế đấy hả? Dạ! Thế mày có nhớ ông dặn cái gì không? Dạ!
Ông có dặn con cái gì đâu à? Thôi chết rồi. Sao? Ôi, cái óc của mày để đâu đấy hả? Ôi, cơ bản là ông có dặn con cái gì đâu mà ông cho con nhiều việc quá thì làm sao mà con nhớ được? Ăn thì chả có mà ăn, cứ bắt nhớ làm việc nhiều quá. Ôi giời, ông đã bảo mày từ trưa nay để đi tháp tùng ông để sang cái làng bên kia cỗ. Mày không nhớ à? Dạ con nhớ ạ. Nhưng mà sáng nay bà lại bảo con là ra rào lại cái hàng rào. Hôm qua con lợn nó sổng ra nó rúc, thế là nó rách, rồi là gà nhà mình nó chạy ra ngoài. Con làm suốt từ sáng là con có được nghỉ đâu. Ủa thế à? Tại bà giao việc cho con làm hàng rào đấy chứ. Ê, nào tao đấy. Ôi giời, bà lại bả cho một phát nữa cho mà tòe mỏ mày ra bây giờ. Bà lại đánh con. Sao lại đánh nó? Mày điêu lắm nhá. Điêu mồm không ngăn được da non đấy. Ai bảo mày là bà giao việc cho mày là sửa cái bờ rào? Rõ ràng là con nhớ là bà mày vẫn cãi à? Mày có thích cãi không? Bà lại vả cho một phát nữa cho tòe mỏ ra bây giờ hả? Hay là cái lúc ấy bà gọi mày, mày còn này ngủ trương tay dãy ruột ra hả? Ngáy thì không vẫy tay cho mày một trận bây giờ. Thì chắc là con trong giấc mơ con thấy bà giao việc cho con thì bụng trèo theo trống à? Trèo theo trống à? Nuôi mày chỉ có tốn cơm tốn gạo thôi nhá. Nói suốt ngày nói dối thôi nhá. Hóa ra là cái chuyện đấy là ở trong mơ ấy gì. Được. Vậy thì ông cho mày ăn cũng ăn trong mơ luôn nhá. Nhịn luôn. Cho nhịn. Vào trong nhà chuẩn bị tay nải. Đưa ông sang bên làng bên cô. Dạ vâng ạ. Sẽ có cái thằng người ở thế này. Nói dối như quậy. Còn cả ông nữa đấy. Tôi đi sang sớm rồi mà về nhá. Chứ đừng có ngồi lây la tổ tô mày đi đến tận đêm đấy. Lâu lâu mới đi một lần. Không phải để cho tôi thoải mái chứ. Dạ. Dạ cái gì đi. Dạ, con mời ông ạ. Chả được cái tích sự. Nhanh nhanh cái chân lên. Đi cứ lờ đà lờ đờ chứ thằng chết đói ấy. Đứa ông còn chết đói đến nơi rồi ạ. Từ tối hôm qua đến bây giờ con đã được ăn cái gì đâu. Nào. Mày... Dạ. Vụt cho mày gãy tay bây giờ. Ông ơi, ông cho con xin một cái chim chim như thế này thôi. Không con lả ra đây mất ạ. Này, chim cũng không được mà cò cũng không nhá. Nhá. Đây là ông đang phạt mày. Nhá. Cái tội mày là tội toàn lừa dối thôi. Nhá. Mày mà còn như thế này nữa thì ông còn phạt mày cả tháng cho mày ăn cái gì luôn. Ôi ông ơi, con có phải con cố tình con nói dối ông đâu. Có phải là con có cái tính chi trá đâu. Chẳng qua là vì nhà có mỗi mình con. Thế mà ông giao cho con còn bao nhiêu là việc. Làm từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt con cũng không xong việc. Có một đêm con ngủ có được một tí thì sáng sớm ông lại gọi. Thế là đúng sáng nay thì con vừa mới chợp mắt một tí ông gọi đấy chứ. Chứ không phải con chi trá với ông đâu. Làm quần quật từ sáng đến đêm khuya. Dạ vâng. Thế sáng nay lúc ông gọi mày cứ đang ngủ đến lúc gần trưa rồi còn gì nữa. À. Dạ đêm qua con có được ngủ thế nào đâu. Mày làm cái gì mà không ngủ? Tôi ông ta. Không có nói nhiều, đi về. Con phải nhịn. Ôi trời ơi ông ơi. Con xin ông. Động to rồi. Ông ơi, con đã động vào người ông đâu mà ông bảo là động. Ở đây ta nói là không phải động vào người mà là động mô động mã. Không phải là nhà anh động mà cái người đi cùng anh ý. Ôi dồi. Tức là nói là ông nhưng mà ông nghe xem ta nói cái gì. Nghe làm cái gì cái thành phần bói dạo bói đường. Cứ đi về. À, về đi. Vợ tuổi dân chồng tuổi hợi. Súng to rồi. Này, hôm trước là mới bị ngã đúng không? Ông ơi, bà nhà mình tuổi gì không? Dần. Ông tuổi... Hợi. Ô, thôi, mà đúng là hôm trước ông vừa ngã còn gì? Sao không biết nhỉ? Đi về không ạ? Về cái gì?
Tại sao người biết được? Làm thầy thì cái gì người ta chả biết. Cái con cọp cái này là nó có một cái bớt ở lưng. Ông ơi, bà nhà mình có bớt ở lưng cả ông? Đúng rồi. Ông là tài thế nhỉ? Ông mới thông manh, mù dở mà ông ấy giỏi nhớ không nhỉ? À, mặt thì xinh đẹp đấy, hiền dịu đấy. À, thế nhưng mà lấy về nhà này thì lại trùng với cái bà cô tổ bảy đời nhà ông. À, đâm ra là phúc không có nhưng họa thì nó đến nơi rồi. Ở cái chỗ nhân trung kia kìa, có hai cái đường giao nhau kia kìa. Con hổ cái nó nằm ở đấy, mà hổ cái nó há mồm ra, nó định đắp đắp cái con lợn này này. Xem nào. Thầy ơi, thầy, thế giờ phải làm thế nào ạ? À, chịu. Thiên cơ bất khả lộ. À, thôi thôi, à, thôi thì cũng là cái nhân duyên gặp thầy ở đây. Dạ thôi, để mời thầy đến nhà, thầy ngắm nhà hộ cái ạ, ngắm hướng hộ rồi có thể là thầy cũng giúp hộ. Hết bao nhiêu tiền dạ tôi xin gửi ạ. Anh đừng nói chuyện tiền với tôi không phải thầy cúng, tôi là thầy phong thủy, mà thầy phong thủy nó là chuẩn nhá. À, thầy phong thủy ạ. Ờ. Vâng. Thế, dạ bây giờ thì để mời thầy qua nhà tôi xem giúp hộ tôi cái ạ. Đúng là cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp đấy ạ. Quan trọng ở đây ấy là nó còn phải tùy duyên, tùy tâm, tùy cái đức. Tôi về tôi ngắm nhà anh. À, nếu mà đúng duyên, đúng phúc, đúng phần ấy, thì tôi chỉ cần chấn niệm một cái là đâu vào đấy nhá. Tốt quá. Dạ thế thì để mời thầy. Dạ vâng vâng vâng. Con. Dạ. Con đỡ dạ, thầy đi. Dạ vâng vâng vâng. Thầy con mời thầy ạ. Dạ, mời thầy ạ. Dạ vâng ạ. Con mời thầy ạ. Ôi trời ơi. À, thế cái tâm nó đã an chưa? À, thưa thầy, là an lắm rồi ạ. Thôi thì để mời thầy ra bàn xơi nước ạ. Dạ, con mời thầy ạ. Dạ. Vào trong ngồi. Dạ. Tôi nói cho nhà anh biết. Dạ. Cái bàn thờ nó là cái chỗ quan trọng nhất. Dạ. Thế mà cứ để nó tôi ngoác ra như thế thì có được không? À. Đấy nhìn xem, tôi che cái y môn vào, là mọi người vào không thể đập ngay thẳng mắt vào bàn thờ được. Dạ. Sau đó thì xung quanh nhà tôi đã chấn yểm hết cả rồi. Đấy. Dạ. Tự dưng bây giờ con hổ cái nó biến thành cái con mèo con đấy. Còn ông là con lợn, à tự nhiên này nó biến thành con lợn lòi đấy. Mà ông xem con mèo con thì nó làm gì thì con lợn lòi, có đúng không? Thầy giỏi quá. Thế là cứ thế yên tâm là làm sống nhá. Con hổ dữ như thế mà thầy thế nào mà vặt cả nanh cả vuốt của nó được rồi đó. Thầy quá là cao tay ạ. Cũng thú thật với thầy nè, nhà này thì chả có gì ngoài đồ cổ ạ. Đồ cổ thì rất nhiều mà chả biết biếu thầy cái vật gì. Ấy, tôi làm ở đây là làm từ cái tâm. À, dạ vâng. À, chứ tiền nong đồ vật nó không quan trọng. Dạ. Nhá. Cứ yên tâm mà sống là được rồi. Dạ vâng. À đây. À, tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Đây có một cái chum rượu phải nói là ngâm rất lâu rồi. Đây là chum rượu quý đấy ạ. Cái chum rượu này có những cái vị thuốc mà nó để nó chữa toàn thể lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Rồi đó là rất quý thầy cho nên hôm nay mới bỏ ra để tặng thầy đấy ạ. Con này. Dạ. Như thế là xong rồi nhỉ?
Dạ, xong rồi đấy, xong hết cả rồi đấy. Xong rồi thầy nhỉ? Dạ vâng. Vâng, thế là xong thôi. Thế con đưa thầy xuống dưới nhà ngang ấy để mời thầy ăn cơm xơi nước rượu. Dạ. Xong rồi con đưa thầy về nhá. Dạ vâng ạ. Thưa thầy là sau khi xem thầy trấn yểm giọng mà tôi hoa mắt chóng mặt quá. Vừa nói là thầy rất là giỏi, rất là cao tay. Tôi xin phép một người cũng mệt mệt thì tôi vào tôi nghỉ một chút ạ. Thế thôi à? Ông ơi. Thầy thì làm từ cái tâm, còn ông ấy thì cũng phải thành tâm. Nếu như mà mình không thành tâm ấy thì con sợ là nó không linh, người ta gọi là tâm linh ấy, tức là mày không phải dạy. Ông nói xong mới là xong cái vấn đề mà thầy giúp gia đình nhà ta. Dạ. Nhá. Giúp xong thì ông phải có cái tâm chứ này. Dạ. Thế thì nó mới linh ấy. Đây rồi, ông chuẩn bị sẵn rồi. Bốc cốc bỏ đĩa. Thầy ạ, thôi thì trước hết là gia đình rất là cảm ơn thầy. Đây cũng gọi là có một chút lòng thành. Xin biếu lại thầy. Thế thì thầy xin nhé. Dạ vâng. Thôi thầy xin phép. Thầy về còn rất là nhiều việc. Không thầy, thầy xuống uống rượu đi đã. Được rồi. Con mời thầy ạ. Tôi xin phép. Xuống ăn uống xong rồi tôi về. Dạ vâng. Dạ kính thầy ạ. Vâng. Dạ. Thầy cẩn thận ạ. Dạ. Thầy cẩn thận. Ôi trời ơi. Dạ vâng, con mời thầy. Quý hóa quá. Công nhận giỏi. Hổ mà thế nào mà thầy bẻ mút bẻ manh thành mèo. Quá giỏi. Thầy về nhé. Ôi dồi ôi, đã bảo đi cẩn thận rồi mình. Không sao, không sao. Mà thôi, không phải diễn nữa đâu. Đâu? Đây ạ, thầy về cẩn thận thầy nhá. Tôi về nhá. Dạ, thầy lại nhà. Ông thấy không? Tôi phán chuẩn không? Có giống thầy phong thủy không? Vâng, ông phán. Không có cái thằng này nói cái bớt ở lưng thì cũng là phán vào mắt à. Thế mà là, này, sao ông hay thế? Sao ông lại biết bà ấy có cái bớt ở lưng này thế nào? Tối nào chả xem bà nhà tắm, nhất là cái hôm trăng sáng ấy, cái bớt nó to thế này. Này ông ơi, hôm nào trăng 16 nó sáng vằng vặc ấy, ông mở cửa tôi vào tôi xem một tí nhé. Rồi. thế nhá tôi đi về đây. Này cái gì về là về thế nào? Cái gì? Tí quên. Đây. Đấy, cần của ông đây. Thôi nhá, cứ thế nhá. Bây giờ tôi về đây nhá. Nhớ đấy nhá. Hôm nào đêm trăng sáng ấy. Này. Mai nhá. Mai tao mở cửa cho mà vào. Tiên sư thằng sỏ lá, thằng mất dạy. Mày dám rình bà tắm à? Lại còn đi rêu rao kể cái vết bớt của bà. Được rồi, để xem. Biết tay bà. Ông ngủ à? Ông làm được một giấc rồi. Ôi dồi, ông đã làm một giấc rồi cơ. Thầy về chưa? Ôi,
Dạ, thầy về rồi ông ạ. Thầy cơm nọ rượu say thầy về rồi. Thầy còn bảo là cảm ơn ông, bình rượu ngon quá. Bà ông ơi, con nói thật nhé, hôm nay đúng là một ngày đẹp đấy. Một ngày đẹp rồi, ông mới trợ duyên gặp được thầy. Thầy mới hóa giải con cọp thành con mèo. Trước hết là ông phải nói là phải ghi nhận cái tình cảm của con. Dạ, chính vì thế là ông để cho con ăn cùng với thầy bữa ăn là no nề còn gì nữa. Đấy là chưa kể nhá, là cái chum rượu của ông, rượu quý đấy. Ông cứ nói đổ ăn cho con gì, con cũng chỉ tiếp thầy thôi, cũng chỉ gắp được đôi ba miếng chứ làm gì mà no. Còn bình rượu á, không biết không. Úi dồi ôi, ông ơi, con có được chén nào ơi. Đâu. Ôi, này, tôi bảo này, cái chung rượu ở dưới gầm bàn, ông đã uống chưa đấy? Cái chung rượu... ở dưới gầm bàn ý, ông đã uống chưa? Tôi có uống đâu. Ôi, chưa uống cái gì? Ôi, mày quá, may rồi, không sao rồi. Không sao mà tôi đã cho cái thằng Tuất này mang tiếp thầy rồi. Mang đi tiếp thầy á? Ừ. Bình rượu đây là sao? Tôi chết rồi. Sao ạ? Chết thầy rồi. Sao thế? Ôi dồi ôi, đấy là cái bình rượu độc. Tôi lại để nhầm ở đấy. Còn cái bình rượu của ông ở bên phòng của tôi cơ mà. Bà thế ơi, là mang đi cho thầy rồi à? Bà ơi, cái rượu ấy độc như thế nào hả bà? Sáng uống, chiều đi luôn. Ôi dồi ôi, sáng uống, chiều đi luôn à? Ừ. Này, ôi dồi, mày là cái thằng tốt này nha. Cái ông thầy uống tham quá, không cho nó một giọt nào. Thầy uống tham lắm à? Ừ. Ôi dồi, thế thì chết thầy chứ còn gì nữa. Ừ, mày cứu được cái thằng... Cô có uống hai chén rồi ông ơi. Tại sao mày bảo mày không được giọt nào? Cô nói dối ông ạ. Bà ơi, chuyện làm thế nào bây giờ? Mày vừa mới uống à? Dạ vâng. Thế thì khả năng là mày sắp đi luôn rồi đấy. Bà ơi, bà biết là mình rượu độc nhưng bà có biết thuốc giải ở đâu không hả bà? Thì đương nhiên là ta phải có thuốc giải rồi. Bà cho con xin, bà ơi, bà cho con xin, con không có tội gì cả, bà cho con xin con uống để giải độc cho con ạ. Bà ơi, mày không phải diễn trò, không phải nói dối nói giá nữa. Sao? Mày qua mặt được ông nhưng mà không bao giờ qua mặt được bà nhé. Dạ, con có làm gì đâu ạ. Bây giờ muốn thuốc giải không? Dạ, có. Mày khôn hồn mày khai ra nhá. Mày còn nói dối ông, nói dối bà những cái gì nữa hả? Con có nói dối gì đâu mà con sống thật tâm mà con nói. Thế thì mày đi luôn. Bà cho con xin nước dài, con xin nói hết ạ. Ông ơi, con xin ông tha tội cho con ạ. Tội của con là con cấu kết với thầy phong thủy để lừa tiền của ông bà. Còn tội gì nữa? Dạ hết rồi ạ. Nói. Được ạ, con còn một tội cuối cùng thôi ạ. Nói. Ông ơi, con có một tội nữa là con hay dịch mà tắm bà tắm vợ. Bà chỉ muốn cào mày ra thôi. Ông nghe thì nó nói gì chưa? Tôi nói thì ông cứ bình nó chậm cơ. Đấy. Bà ơi, bà cho con xin thuốc giải bà ơi. Thuốc giải à? Này bà nói luôn cho mà biết nhá. Chả có thuốc độc nào cả. Bà chỉ giả vờ như thế thôi. Để mày phải khai ra, mày đã hiểu chưa? Ông sáng mắt ra chưa? Đúng rồi. Nuôi ông tay áo, nuôi cáo rồi nó bắt gà nhà mình. Cái thằng kia, cút. Ôi trời ơi, ông ơi, tránh ra đi ông ơi. Ôi trời ơi. Thằng kia. Ôi, dạ. Ông ơi, tránh nhanh đi ông ơi. Úi dồi ông ơi. Đòi nợ. Đúng phải cái nhà. Nó nuôi con chó to quá ông ạ. Úi giời, con chó nó cắn tí mất mông ông. Dạ vâng ạ. Dạ bẩm ông. Hả? Cái việc đòi nợ mà ông giao cho con. À. Con đã đi khắp cả cái làng này. Ừ. Nhà nào con cũng vào. Ừ. Dạ. Con đòi được gần hết rồi ạ. Tốt. Dạ. Nhưng ông ơi. Ừ? Còn cái nhà tay thủng này này. Nó làm sao? Dạ bẩm ông là cả một tuần trăng con nằm suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm.
Dạ, chờ mãi mà không nhìn thấy cái mặt vợ chồng nó đâu ông ạ. Dạ, hay là nó trốn rồi ông ạ? Cái đầu mày, mày đi đòi nợ chứ mày sang nhà nó mày nằm mày ngủ mày nuôi muỗi nhà nó à? Hả? Mày ấy, đúng dạ. Là các cụ gọi là chết cơm bố mẹ. Dạ, dạ thế bẩm ông, bây giờ ông phải dạy con cách nào thì con mới đòi được chứ ạ? Đi đòi nợ ấy, phải dùng cái đầu mà suy nghĩ. Dạ vâng ạ. Sau đó ấy, là phải dùng cái mồm. Dùng mồm ạ. Chứ còn đòi như mày ấy mà còn lâu nó mới trả. Dùng đầu lại còn dùng cả mồm ạ. Dạ. Cái mồm là quan trọng nhất đấy. Dạ ông ơi, thế dùng cái mồm thì dùng như thế nào ạ? Mày không biết à? Dạ con không ạ. Xem tao làm cái này. Dạ vâng ạ. Ôi bà con làng xóm ơi, vợ chồng nhà thằng Thục mồm nó vay tiền xong nó quỵt của tôi. Dạ 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 con biết rồi ông ạ, để con bớ cho ạ. Bớ bà con làng xóm, bớ họ hàng ngang gốc láng giềng, vợ chồng nhà thằng Thục nó nợ tiền ông nó chưa trả. Trả tiền cho ông tôi ngay. Dạ thế được chưa hả ông? Tạm được. Tiếp bớ bà con làng xóm ơi, vợ chồng nhà thằng Thục mồm nó không trả tiền ơi. Bớ bà con làng xóm ơi, em xin con đang nhỏ nhỏ miệng thôi ạ. Dạ 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 bẩm ông, cái bài của ông đúng là hiệu quả thật ạ. Dạ em chào quan bác ạ. Mắt mày bị lác à? Trông tao này mà gọi là bác. Em chào con ông. Ông lại vặt trụi lông mày đi bây giờ. Dạ em hỏi thì không phải, quan bác đến nhà em là có việc gì ạ? Đấy, nghe thế nó có phải là mềm mại không? Đến có việc gì ạ? Việc bớ bà con bà con bà con. Ông để con hô cho to nữa. Bớ bà con. Thôi thôi. Em xin quan ạ. Xin cái gì? Dạ thú thật thì em cũng biết là hôm nay quan đến nhà em có việc gì rồi. Nhưng mà quan ạ, dịch giã thế này nên là hàng xá nhà em cũng không bán được. Thú thật là hai vợ chồng cũng không còn tiền. Thôi mong anh là giúp đỡ để cho hai vợ chồng em ăn Tết xong, rồi ra Tết hai vợ chồng sẽ cố gắng đi làm lại rồi kiếm tiền trả cho anh, có được không ạ? Giúp đỡ ấy, thì anh cũng giúp đỡ rồi. À vâng ạ. Chứ còn bây giờ mà cứ nghe vợ chồng em khất ấy mà, thì có khi anh sạt nghiệp. Bây giờ Tết nhất là anh phải đi thu tiền về chứ. Trả tiền cho ông tôi đi. Rồi. Nhưng mà này, anh bảo. Dạ. Nếu mà khó khăn quá mà, thì có khi anh có cách tháo gỡ đấy. Có cách hả anh? Thế là cách gì anh nhỉ? Anh bảo này. Dạ. Hôm nào ấy mà, nếu mà thằng chồng ấy, chồng em ấy, nó lên kẻ chợ, nó lấy hàng ấy, vâng, buôn bán ấy mà, thì sang bên nhà con anh. Có gì là con anh trừ nợ cho. Dạ vâng, thôi em sợ quan chị lắm ạ. Vâng, quan chị mà biết thì chắc là em cũng không còn xương anh ạ. Cứ động vào cái nỗi đau của người ta thôi. Nếu mà sợ quan chị mà, thì mày ý, giả tiền ông ngay. Nào, mày có giả không? Dạ vâng, vợ chồng em sẽ cố gắng thu xếp để trả tiền cho quan ạ. Cố gắng à? Ông truyền đời báo danh cho vợ chồng mày biết nhá. Vợ chồng mày mà không thu xếp giả tiền ông ngay mà, đúng sáng một Tết ông sẽ cho thằng này nó đến nằm ở nhà mày, nó làm cho nhà mày tan cửa nát nhà luôn. Dạ vâng. Vậy em hứa với quan là đúng chiều 30 Tết em sẽ mang tiền sang trả cho quan ạ. Thôi, quan lại nhà giúp em đi ạ. Đúng chiều 30 Tết em sang trả. Vâng. Này, mày không trả thì mày đừng có trách ông. Dạ vâng. Đừng có trách. Dạ vâng, con mời quan lại nhà. Thằng này dạ, đi về. Dạ về ạ. Dạ vâng ạ. Ôi, ông ơi. Cái gì đấy? Lối này không đi được. Có con chó to lắm ông ạ. Dạ, đi lối này. Dạ, dạ lấy ông đi trước ạ. Dạ. Nhớ đấy nhá. Dạ, con bác lại nhà. Hẹn đúng là lũ điểm. Ôi giời, giật cả mình. Làm cái gì mà giật mình, cho nó đi hết cả rồi chứ hả? Đi rồi.
đúng là cái lũ đỉa. Này, tầm này nhá, ông không có tiền nhá, đến nhà ông á, chúng mày về thành lũ đỉa đói hết. Sao mà dai gì mà dai thế cái chứ lại biết vợ chồng người ta không có tiền rồi. Sáng nó đến, chiều nó đến, tối nó lại đến. Nó lại chầu trực ở nhà mình, không định cho ông làm ăn gì để ông trả lợ chắc. Tầm này còn lâu mới có tiền để trả. Úi giời ơi, xem kìa. Thế đi vay người ta tiền, mà cứ như bố người ta ấy. À, cô lại còn bênh chúng nó à? Tôi hỏi cô nhá, đúng là cái lũ đỉa hút máu người. Vay có hai quan tiền, lãi mẹ, đẻ lãi con, lãi sáng đẻ lãi tối. À, đến bây giờ hơn 10 quan rồi, mà đã hết nợ mấy nhà chúng nó đâu. Ừ, hay, chúng mày cho vay nặng lãi à? Trời quả bão. Thôi, lo kiếm tiền mà trả cho người ta đi. Không trả nha thì sáng mồng 1 người ta đến, người ta hô loạn lên đấy. Cả làng cái tổng ta biết cho. Này, bà sợ chúng nó thế à? Chả sợ. Tầm này nhá, chúng nó đến thì một cắc cũng không có. Bà tưởng tôi không muốn trả nợ nhà chúng nó đấy à? Tôi có phải là tôi không muốn trả nợ đâu. Chẳng qua là đấy, buôn bán nó ế ẩm, dịch dã như thế này, có bán được hàng đâu, vứt đổ đi như thế thì mình mới không có tiền trả. Chứ tôi có định không trả nó đâu. Tôi là thằng định trả nhưng vì buôn bán thất bát nên tôi chưa trả được nhá. Rồi. À mà này, vừa lấy từ lớp ở trong kia nhá, là tôi thấy nó sờ tay cô, nó sờ tay nào, Tay này. Đâu xem nào. Rơi. Ui giời ạ, đằng nào thì cũng nắm rồi. À, đằng nào cũng nắm rồi. Thế là ý cô là như thế nào? Hay là cô thấy nhà chúng nó giàu rồi là cô ý định bỏ cái nhà này đi theo nhà chúng nó hả? Thôi, tầm này còn ghen với trả tuông. Lo mà trả nợ cho bọn nó đi, không ai là để nó đến đòi nợ bằng một đấy. Cô cứ cẩn thận đấy nhá, cô quát tôi đấy à? Nhà là có cái nóc nhá, mà tôi là nóc nhá, tôi có nghèo kiết xác đi thì cô cũng không được to họng với tôi nhá. Cẩn thận tôi đập cho một phát đi nhá. Ôi, nhà nó kia ông ơi. Ôi, nhà nó kia kìa. Đúng là bọn này dai thật. Chắc nó lại quay lại đấy. Thôi nhá, tôi nói cho cô biết nhá, cái Tết này không có đi đâu cả. Cô nên nhớ đấy nhá, đóng cửa trong nhà, ai hỏi thì bảo tôi đi vắng. Làm gì thì làm, cấm không được cho chúng nó sờ vào cái tay của tôi đấy nhá. Rồi, thôi biết rồi, tôi đi. Đi. Mình ơi! Mình ơi! Quái lạ nhờ. Tôi đây. Ui giời! Nhà có thì không về, trốn ở ngoài bụi cây này. Ai muốn ra đây làm gì? Mà sao cái số tôi nó đen đủ? Cứ cuối năm là làm ăn thất bát, chẳng còn sinh nào trong người. Cờ bạc thì canh nào cũng thua. Ai muốn ngồi đây? Lão đi về rồi gì? Về rồi. Thế thôi cô về đi. Mình không về thì em về làm sao được? Thôi mình ạ, mình về nhà với em đi. Tết nhất đến nơi rồi. Thua keo này ta bày keo khác, có sao đâu. Bày keo khác anh. Mấy năm nay làm ăn thất bát, có đồng nào hết đồng đấy. Mà cái chỗ tiền của ông ngoại cho tôi cũng vào hết cái canh mặt chẵn đêm qua. Ôi dồi ôi, đấy, rồi ạ, Tết ấy bánh chưng chả có, con gà cũng chả có. Ôi dồi ôi, Tết nhất năm nay nhá, vợ chồng nhà mình không phải ăn uống gì cả. Nhà đang dịch bệnh như thế này, bảo các con ở nhà, không có nội, không có ngoại, không có chúc Tết thằng xóm đang riêng, hiểu chưa? Nhà không còn trinh nào hết. Mình hay thật đấy, Tết nhất thì phải có một cái bánh chưng, rồi có con gà thắp hương lên cho các cụ. Nhưng bây giờ ấy... Không phải thắp hương các cụ, thắp hương thôi. Các cụ có ăn được đâu mà phải gà với cả bánh chưng, bực hết cả mình. Mình ơi, em bảo này, hay là bây giờ em sang nhà ông Dần. Này nhá, lại định đi vay tiền đúng không? Này tôi nói cho cô biết nhá, tôi mà phải đi vay tiền, thằng này không bao giờ phải đi vay tiền nhá. Mình không vay, em sang em vay được chưa? Cô à? Em đi. Cô là vợ tôi, cô đi vay tiền rồi mang tiếng với làng với nước, không phải đi. Cô là vợ tôi, cô không được đi. Tôi là chủ cái gia đình này. Thôi quên đi nha, nhà nó phải có nóc. Thôi nha. Thôi mình ạ, để em sang nhà ông Dần em vay hết tiền, để có cái còn tiêu Tết.
rồi ra riêng hai vợ chồng cố gắng làm ăn đưa về trả nợ mình ạ. Thôi đi về đi mình. Đi về cái gì mà đi về? Bây giờ về nhà lão chủ lợ nó lại quay lại thì sao? Khổ lắm, không quay lại đâu. Rồi nhanh nhanh về về. Đêm hôm rồi ngồi ngoài này làm gì? Rồi đi về đi. Đi thì đi. Đi về. Ông Giàn ơi! Ông Giàn! Ai đây, ai đây? À, ôi, anh Nia đấy à? Nia nào? Tôi là Sàng. À... Nia là bố tôi, mà ông ấy chết rồi, cô gọi làm gì? À, tôi hỏi là có ông Giàn ở nhà không? Khẽ cái mồm thôi, ông Giàn ông đang ngủ, thế có việc gì? Ông Giàn đang ngủ à? Ừ. À, thế còn bà Giàn? Ừ, đương nhiên ông Giàn ngủ thì bà Giàn cũng phải ngủ rồi. Giàn mới đi. Thế thôi, tôi xin phép, tôi đi về đấy. Ừ, này, 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 này. Sang chắc chắn là có việc rồi. Thế có việc gì thì cứ nói đi. Không nói được với ông Dần ấy thì nói với thằng Sang này. Thằng Sang này sẵn sàng giúp đỡ. Thôi, chuyện này hơi tế nhị nên là chắc không nói với chú được đâu. Có chả có chuyện gì là tế nhị cả. Nhưng mà này, có Mủng này. Ngồi, 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 ngồi. Ngồi, ngồi, ngồi. Ngồi xuống đây, bảo này. Tranh thủ lúc ông bà Dần còn chưa dậy thì có chuyện gì thì cứ nói đi. Mà tôi phải nói thật nhá, là trong cái làng này ấy, cô là người con gái mà có cái sắc đẹp là tuyệt trần ấy nhá. Da thì trắng như là trứng gà bóc, tóc thì đen như là than. anh Sùng miêu tả hay thật đấy. Này, Sùng là cụ tôi. À, mà tại sao cô cứ nhớ tên cụ tôi với cả bố tôi mà chả nhớ tên tôi nhỉ? Quên, anh Sàng. Ừ đấy. Này, cô xinh cô đẹp như thế mà thế nào lại vồ cái thằng chồng trông hãm tài, mặt thì như chuột kẹp, người thì trông như là cái xào chọc. Chán lắm. Khổ lắm anh Sàng ạ. Người ta bảo rồi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Chứ tôi cũng có muốn đâu. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Thế sao cô không vồ vào tôi như này này? Có phải là sướng cả đời không? Thôi, không đùa nữa. Đây, tôi có chuyện này muốn nói nhỏ với anh đây này. Đấy. Tôi chịu cô đấy. Sao lại chịu? Tôi nợ mà. Nợ cái gì? Cô vừa nhỏ vừa nhanh thì ai mà nghe được. Này, đúng hệt giống chồng cô đấy. Vừa nhỏ vừa nhanh, hai vợ chồng hợp nhau thế. Cứ phải to rõ ràng vào xem nào. Rồi đây, khổ lắm. Chẳng là thế này, Tết Nhất thì sắp đến rồi. Mà vợ chồng tôi thì làm lại không có công. Nhà thì cũng chẳng còn tiền nên là tôi muốn sang đây để vay ông bà Dần ít tiền chút Tết. Mà có gì ra riêng, hai vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm rồi trả cho ông bà Dần. Hiểu rồi. Bác giúp tôi với nhá. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Tưởng cái chuyện gì quan trọng, chứ cái việc vay tiền thì nó là chuyện bình thường. Mà cả cái làng cái tổng này ai thiếu cũng đều đến vay ông bà Dần cả. Vâng. Mặc dù là lãi hơi cao. Vâng. Thế nhưng mà ông bà sống bằng cái nghề cho vay nặng lãi, thế có việc gì phải ngại. Uống nước đi này. Dạ vâng. Thôi được rồi, cô cứ ngồi uống nước đi, rồi đợi ông bà Dần dậy. Nếu mà không kịp thì để tôi truyền đạt lại cho nhá. Vâng, yên vâng. Tâm là ông bà sẽ cho vay, miễn là cô cắt lãi đầy đủ thôi. Đấy, cô xem, cứ ngủ thì không sao, mà cứ mở mắt dậy là che chóe như lợn chọc tiết ấy. Nghĩ là cũng thương. Ơi! Thương ông Dần. Nó! Dạ. Ôi cái thằng này, mày làm cái gì mà từ sáng đến giờ mà để bà hò như hò xong cái gì hả? Bà ấy rời rồi. Có cho bà Dần ạ. Vâng, không dám. Này, ta nói cho mày biết, to gan lớn mật nhỉ. Vừa mới sáng ngày ra đã ngồi đây trà cháo mấy cả gái rồi đấy. Kìa bà. Con chào bà. Không dám. Con bắt khách cho bà đấy. Khách gì? Khách hứa gì cái ngữ này? Nó vay tiền. Vay tiền à? Ừ. Mà tôi chứ cái thằng này nhá. Tôi nói cho mày bao nhiêu lần rồi, cái chậu nước của bà để ở trong gầm giường thì mày phải mang nó ra. Tại sao mày vẫn cứ để tình hình ở đấy là như nào? Ôi, thì khổ quá. Thì bà chả dặn con là gì, là mỗi tối phải mang một chậu nước vào để ở chân giường. Để có việc thì bà dùng còn gì nữa hả? Tao công nhận là có việc thì tao còn ngâm chân, hiểu chưa? Nhưng mà tao nói với mày, riêng hôm qua là mày không thêm mấy cái lát gừng vào đấy. Bà không chẳng nói với mày nữa. Mà sáng hôm nay tại sao cái nước chênh anh như thế để bà dẫm vào, đổ chan hòa ra nhà như thế hả?
Hôm qua thì con không biết lúc nào bà ngâm xong đâu để mà con cất ấy. Thực vẫn còn cãi được phải không? Mày còn đứng đấy à? Đi vào đi, dọn dẹp đi. Dạ vâng ạ. Nhanh cái chân lên. Liệu hồn đệ nhá. À thế mời cô vào trong nhà nhỉ, chúng ta bàn việc nhỉ. Dạ vâng ạ. Mời cô. Nào, mời cô vào đây. Dạ. Cô ngồi đi. Dạ vâng ạ. Thế nào, Tết Tư nhà bên đây đã chuẩn bị được những gì rồi? À, ổn ạ, nhà chưa có gì ạ. Ổn? Sao nhà chưa có gì là như thế nào? Dạ, chả giấu gì bác, đợt này dịch dã quá, hai vợ chồng em hàng xa ế ẩm, có bán được gì đâu bác. Thế nên là hôm nay em sang đây, em định là vay bác chút tiền tiêu Tết ạ. À, vay tiền tiêu Tết à? Cái này thì thực ra vay tiền thì cũng được, không sao hết. Thế nhưng mà cô biết rồi đấy, năm hết Tết đến nơi rồi mà làm ăn bây giờ nó khó khăn. Dạ vâng đúng rồi. Không đơn giản một tí nào. Mà cái chuyện vay vỏ ấy, cái việc đấy là do ông nhà tôi quyết định nhá. Dạ thì vâng đợi ạ. Đợi ông nhà tôi dậy rồi sẽ nói chuyện với cô. Mình ơi. Cái gì? Ôi sao mình dậy sớm thế mà không bảo tôi? Thế ăn đã ăn sáng chưa? Chưa chật ra rồi còn sáng với chưa cái gì? Ừ. Đói thối cả mồm ra đây này. Dạ anh chào bác ạ. Cô mổ anh chơi đi à? Dạ vâng ạ. Dậy muộn thì muộn vẫn phải ăn sáng, giữ gìn ngọc thể chứ. Thế ai lo cho tôi ăn sáng đây? Ồ thế tôi tưởng đồ đã có sẵn đấy rồi. Thôi. Cô mủng cô ấy sang đây. Cô ấy hỏi vay tiền. Thì tôi cũng nói với cô là Tết nhất rồi, mà bây giờ làm ăn nó cũng khó khăn. Thế nên là cái việc mà quyết định cho vay hay không, lãi lờ như thế nào, đấy là việc của ông. Ông hiểu chưa? Thế nhưng mà ông vẫn phải quyết định cho vay, hiểu chưa? Thế nhưng mà lãi lờ như thế nào đấy thì vẫn phải hỏi ý kiến của tôi nhá. Chắc chắn rồi, cái điều đấy thì mình khỏi phải lo. Thế này, mình lại... Thôi, bây giờ ông ở đây nói chuyện với đại cô Mủng. Thế hai người cứ làm việc với nhau dạ nhá. Dạ vâng ạ. Tôi đi vào. Dạ vâng ạ. Mình ơi, vẫn phải nhớ ăn sáng đấy nhá. Bác nhà mình đúng là có phúc thật đấy ạ. Em không ngờ hai bác ấy lúc nào cũng tình cảm, ân ái nhau như thế. Trả bù cho nhà em. Nhà em làm sao? Ủa thì tình cảm vợ chồng thì phải ân ái chứ. Đặc biệt với tôi thì khi mà người phụ nữ sinh ra là để chiều chuộng. Đặc biệt hơn nữa thì vợ mình bao giờ phải là số 1. Đấy, chồng em đấy. Thì khác hoàn toàn bác ạ. Suốt ngày cứ hô từ... Từ đợt dịch dã không kiếm ra tiền, thế là suốt ngày nhậu nhẹt thôi. Rồi quát mắng em suốt. Nên là hôm nay em phải sang đây để là vay bác ít tiền tiêu Tết ạ. Thôi cái việc ấy thì cô không phải lo. Bởi vì với tôi thì lúc nào cũng thế thôi. Luôn luôn trân trọng người phụ nữ. Vợ tôi số 1 rồi. Còn những người phụ nữ khác thì tôi cũng luôn luôn cho là số 2. Thế mà anh nhà thế nào mà để lạ thế nhỉ? Vợ mình mà còn không chiều thì còn chiều được ai? Đấy, chồng em cứ ngại ngùng, có dám sang vay nhà bác đâu. Nên là hôm nay em phải đích thân sang đây. Thì bác cố gắng cho nhà em vay bác nhá. Thì khổ quá, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Cô chú được cứ khách sáo thôi. Chồng xa cũng được mà vợ xa cũng được. Dạ vâng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất cái vấn đề tiền ấy là phải là chồng sang thì hợp lý hơn. Dạ vâng. Nhưng mà cô sang thì tôi cũng lại thấy rất mát lòng. Bởi vì tôi rất yêu người phụ nữ. Vâng ạ. Đấy cô thấy vợ tôi mặc dù tính thì rất nóng đấy. Nói thì rất gắt gỏng chứ. Nhưng mà tôi lúc nào cũng ngọt ngào. Lúc nào cũng nhẹ nhàng. Lúc nào cũng chiều chuộng. Bác đúng là có phúc quá. Dạ vâng. Thôi xin phép bác, em đi về. Có gì hôm nào em bảo chồng em sang học hỏi chút kinh nghiệm ở bác ạ. Thế cô lại nhà nhá. Dạ vâng ạ. Mà còn chuyện vay tiền. Tiền cái gì? Dạ vâng. Khổ quá đấy, bảo đừng có khách sáo. Cô chờ tôi một chút. Cụ. Này. Này.
Đấy, này này. Cú. À. Cú. Cú, tao bảo. Này, cú. Cú. Ô. Này, thằng này mày bị điếc à? Điếc à? À, không điếc mà tao gọi mày từ bấy giờ mấy câu mày không thèm trả lời. Mày khinh người đi à? Mày biết tao là ai? Mày biết tao là ai không? Hả? Tao là hàng xóm, mà mày ở đây là kẻ ăn người ở trong nhà. Nhà có khách, tao đến tao gọi mày, mày không thèm thưa, mày khinh đảo. Hay là mày bị câm? Hả? Hay là mày bị câm? Đúng mày bị câm không cô? Nè. À, thì ra không phải mày bị câm. Mày biết tao là khách đến nhà, tao đang cần gặp cái ông Dần, có việc rất là quan trọng. Thế mà mày cứ như ông tướng con trong nhà này ấy nhỉ? Hả? Thế là sao? Này, tôi đẻ ra ấy, có tên có tuổi đàng hoàng. Ừ. Nhà tôi là họ Mai. À, Mai. Tôi tên là Sàng. À. Đọc đầy đủ là Mai hãy Sàng. Sàng. Ừ. Đúng là khổ cái thân mày. Bố mẹ mày ngày xưa bao nhiêu tên hay ho thế không đặt. Ê, đặt tên là Sàng. Chắc là thúng mủng rồi Dần chiếc các thứ là họ hàng hàng hốc nhà mày hả? Ông Dần là ông chủ tao. À đúng rồi. Ông Dần là ông chủ nhà. Ừ. Tên gì không đặt. Đặt là tên là Mai Hãy Sàng. Này, tao nói cho thằng Mai Hãy Sàng biết là như này nhá. Tao có việc quan trọng, đang cần gặp ông chủ. Mày vào mày bảo ra ông gặp tao, có việc nhá. À. Này, à. Cái thái độ hỗn xược của ông ấy, ăn nói thì cộc lốc. À. Không biết tôn trọng người khác ấy. Bảo sao, vợ của ông nó chán là đúng thôi. À, này này, mày đừng có bố láo bố tuét nhá. Chuyện vợ chồng tao là chuyện của vợ chồng tao. Tao có cục cằn thô lỗ cũng là chuyện nhà tao. Vợ tao có nói tao thế nào cũng là chuyện của tao, không liên quan gì đến mày. Mày, cái phận kẻ ăn người ở, liên quan gì đến mày mày động vào? Vớ vẩn ông bợp tai cho mấy cái bây giờ chứ. Ê, ê này, tao nói cho mày biết nhá. Có uống nước không? À, có. Mày làm cái gì mà mày cứng thế hả? Thế tao hỏi mày là ông Dần ông có nhà không? Ông sang gặp ông Dần để vay tiền chứ gì? Vay tiền? Tao mà lại phải vay tiền? Có vay là cái con vợ tao nói phải vay chứ. À. Tao phải vay tiền. Nhà tao thiếu tiền mà phải vay tiền. À. Thì không vay tiền thì ông ngồi đấy chờ nhá. Ờ, thằng này hay nhỉ? Tao bảo mày vào gọi ông ra đây để tao gặp có việc cần, mày lại bảo tao ngồi đây chờ. Mày có bảo không? Hả? Mày có bảo không thì mày bảo tao. Uống nước nữa không? Uống thì uống. Này. Có cái chuyện gì mồ nào thế hả? À, bác Dần đấy à? À mời bác ngồi đây. Dạ, bẩm ông. Có anh chồng cô Mủng sang muốn gặp để tư chuyện với ông ạ. Ừ. Mời ông ạ. Xuống bếp đi. Dạ. Ờ, chẳng hay chú sao có việc gì đấy. Bác Dần, tôi hỏi bác nhá. Hả? Vì cớ làm sao? Hả? Vì cớ làm sao mà tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi hỏi bác, tại sao? Tại sao mà con vợ tôi lại ngưỡng mộ bác đến thế hả? Từ sáng đến giờ về đến nhà, một câu nó khen bác Dần, hai câu nó khen bác Dần. Thế là thế nào? À, bác bơm cái gì vào đầu nó mà nó về nó khen bác như vậy? Ừ, nó khen như thế nào? Nó về, nó cứ ngưỡng mộ bác, nó bảo bác nhẹ nhàng, à, bác dễ gần. Nó ngưỡng mộ cái cách mà bác hành xử yêu thương vợ bác. Rồi là cái cách mà bác chiều chuộng vợ bác. Mà trong khi vợ bác thì trông... À không, nhưng mà nó bảo là bác
ra là mình ơi, vào cũng mình ơi, vuốt ve rồi là quan tâm chăm sóc bạn như thế. Thế là thế nào? Đã là người chồng thì phải yêu thương vợ, ta phải ngọt ngào với vợ. Chứ tại sao mà này chú xử sự thế nào để cô phải thắc mắc? Thì đấy, nó cứ chê em là cục cằn, thô lỗ. Nghe đây, chết thật đấy. Chú là người chồng mà đối xử với vợ một cách cục xúc. Thế hỏng nó còn gì nữa. Cho nên chú phải học tôi là đúng rồi. Riêng với vợ lúc nào cũng phải ngọt ngào, âu yếm. Vâng. Mà cái bí quyết quan trọng nhất là chú phải biết gọi là mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Mất trí nhớ thì là bị dở hơi, bị điên hay bị thần kinh? Mất trí nhớ nhưng mà không hề dở hơi, không hề thần kinh, thế nó mới hay chứ thì. Mất trí nhớ đến mức mà chú biết thế nào? Lấy vợ rất nhiều năm mà không nhớ vợ tên là gì, bởi vì mình có nhiều người yêu quá. Thì ra là ông sợ nhầm lẫn, nên ông phải gọi là mình ơi cho nó chắc cái gì. Tôi hiểu rồi. Thì ra bấy lâu nay ông quên cả tên của vợ ông phải không? Hả? Ông Mão? Cái gì? Bà vừa gọi tên tôi là Mão à? Phải. Hóa ra bà cũng yêu chồng bà nhỉ? Mão là tên bố chồng bà đấy. Hả? À. Tôi hiểu rồi. Vậy là ông bà cùng mất trí nhớ giống nhau. Tôi về. Ha 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 ha.